trắng trắng này không? Ăn đi cháu cho phút. Về nó trông cả nước nhiều quá. Quả này trắng trắng này không? Để cháu cắt thử. Cắt này à? Nhìn ngon thật đấy nhỉ. Bóng nhoáng luôn. Nhìn thích thật đấy ông nhỉ. Dưa trắng. Khi đến bên đấy thì nó còn hơi non. Lắm. Vâng. Chưa to đâu. Đầy rồi. Chào được mấy quả mà đầy rồi. Lấy thêm mấy quả nữa ra. Thank you.
quẩy bạc. Bác ổ cháu nhắc đi. Nặng phết. Thôi về thôi bác ạ. Ở đây vẫn còn nhiều lắm bác nhờ. Nhiều quá. Nhiều lắm. Mướp về nói dối là mướp nhưng mà cháu lấy bên cháu tính tiền này cái này cân 3 cháu lấy 6.000 tiền lẻ không ạ? Có tiền không có tiền lẻ không có tiền lẻ cái cháu lấy cân 1 5.000 bán cái gì?
đây, thịt lắm đấy. Qua. Còn đây là quả gì? Quả dưa bà. Dưa gì dưa này? Ngọt hay là nó nhạt đây nhỉ? Cái này cũng thuốc chứ. Không. Không thuốc nó mới được to đấy. Sao lại có quả loại dưa này nhỉ? Đấy, nhạt đấy. Chấm. Trên đầu đang ném đây. Nhạt đấy chấm. Nhưng mà tương to với tương bé.